Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình gửi đến cho các bạn một cái mẹo để xử lý cái sự cố khi mà các ống mà nó gãy sát tường thế này. Và cái trường hợp này các bạn gặp rất là nhiều. Ví dụ như là đường ống thoát từ trên sân thượng xuống ha, thoát âm sàn, hoặc là ống thoát của bể cá này kia các bạn. Thì khi mà nó gãy sát thế này các bạn, mà mình muốn nối thêm á, đây, mình muốn nối thêm dài thế này các bạn. Khi mà các bạn gắn cái này á, thì nó có hai cách để xử lý các bạn. Cách thứ nhất á, là các bạn sẽ mua cái loại đầu khoét gạch hoặc khoét bê tông thế này, và mình khoét chụp lên và chọn cái loại mũi khoét nó lớn hơn các bạn. Lớn hơn thì lúc đó các bạn sẽ gắn cái đầu này vào rất là dễ nha. Tuy nhiên nếu các bạn dùng cái mũi khoét này các bạn để khoét cho nó đều và sâu vào trong á, thì rất là khó ha, phải có kỹ thuật. Cho nên mình sẽ chia sẻ với các bạn cái mẹo không cần dùng này, và mẹo này các bạn sẽ làm được nha. Các bạn đều xem qua đều làm được. Trong trường hợp này, đây là mình ví dụ ống 34, thì các bạn sẽ lấy cái đầu ống 27 các bạn, loại có loe thế này các bạn. Loại loe thế này thì nó sẽ vừa bằng cái ống 34, nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn một xíu nữa các bạn. Thấy không? Nó sẽ nhỏ hơn một xíu. Bây giờ các bạn sẽ làm thế này nha. Rồi, các bạn sẽ hơ cho mềm cái đầu ống 27, đầu loe này các bạn. Đây. Các bạn sẽ đút này vào nha. Rồi mình sẽ hơ nha. Hơ đừng để cho nó cháy nha các bạn. Rồi, lúc mà ống nó mềm nữa các bạn thì mình sẽ rút ra. Rồi, các bạn sẽ cho vào đây. Đó, các bạn sẽ cho vào này. Ha. Cho vào. Rồi, mình sẽ đợi một xíu, mình sẽ rút ra tiếp, hơ tiếp nha các bạn. Hơ tiếp. Và làm sao vẫn cứ cho ống 27 này vào được nha. Đây là mình gọi là cách làm cái côn thu nha các bạn. Rồi. Ok. Mình sẽ rút ra. Đấy. Sao đút vào mà được một nửa ống thì nó cứng như này các bạn. Nửa ống thì nó rất cứng nha. Đó. Thì khi mà đút vào kín như vậy các bạn thì nó rất là chắc rồi nha. Thì mình sẽ bôi keo. Cực kỳ kín luôn, không bao giờ rỉ nha các bạn. Đây, mình sẽ bôi keo vào. Sau khi mà keo khô các bạn thì rất là chắc nha. Kéo không ra đâu. Không thể gỡ ra được nha. Thì lúc đó các bạn sẽ cắt cái phần này đi. Đây. Đấy. Như vậy mình sẽ tiếp tục bôi keo và sẽ gắn được cái ống 34 vào. Thì các bạn xem cái phần ống này. Liền mạch rất đẹp nha. Rồi sẽ gắn ống 34 vào. Đơn giản thôi. Đấy. Như vậy là mình gắn ống cùng cỡ với nhau bằng cái cách này. Rất là chắc chắn nha các bạn. Chia sẻ để các bạn tham khảo nha. Còn bạn nào có cách hay hơn thì bình luận dưới để mọi người cùng biết nhé. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn.